Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Long Biên Chắc của chúng tôi. Vâng, tại thời điểm hiện giờ trên thị trường xe tải ben nhỏ thì Cửu Long TMT ra dòng sản phẩm nhỏ nhất đó là 2 tấn 4. Và trước đó thì 2017 đối với trước có 1 tấn 2 của Hoa Mai, 1 tấn 2 của Chiến Thắng và 990 cân của Cửu Long TMT. Nhưng từ mùng 1 tháng 1 2018, tất cả các dòng xe tải nhỏ của Hoa Mai Chiến Thắng thì không thể nào ra được. Và có mỗi Cửu Long TMT ra được 2 tấn 4 là nhỏ nhất thôi. Cái xe nhỏ thì nó vẫn rất phù hợp với các bác tài di chuyển trong cung đường nhỏ hẹp, kể cả đô thị hay là ở các làng quê ngõ nhỏ. Ngày hôm nay đầu năm 2020 thì TMT đã ra một sản phẩm gọi là nhỏ nhất trong phân khúc thời điểm giờ, nhỏ hơn cả xe tải 2 tấn 4, với kích thước tổng thể nó chỉ đến là 1m65 thôi. Xin giới thiệu với các bạn Cửu Long TMT ZB5010D, tải trọng là 990 cân. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe tải trọng 990 kg, tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới nhất thời điểm hiện giờ đấy ạ. Cái dòng này thì nó có rất nhiều cái cải biến mới. Các bác có thể quan sát, đầu tiên là cái mẫu mã của nó thì sử dụng cái cabin rất chi là đẹp, cái mặt ca lăng, hình thù mặt mũi của nó rất đẹp, đèn led định vị ban ngày, đèn protector chiếu sáng, cường độ sáng cực cao luôn ạ. Đây các bác có thể nhìn thấy. Vâng, rất đẹp đúng không ạ? Cái này chỉ có trên các xe con đời cao thôi ạ. Nhưng nay thì TMT đã tích hợp cả các xe tải ben nhỏ. Đó, mẫu mã hình thức mới rất đẹp, tải trọng 990 kg. Cái bề ngang của nó tổng thể có 1m65 thôi, cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Những chiếc xe này thì là phù hợp với các bác tài đi ngõ ngách rất thoải mái. Trước đây thì các cái dòng xe của Hoa Mai Chiến Thắng, như là của Chiến Thắng 1 tấn 2, nó form cũng nhỏ như thế này, nhưng lại không có trợ lực lái. Hoa Mai thì về sau cải tiến hơn thì có trợ lực lái. Và thời điểm hiện giờ, Cửu Long TMT ra dòng này thì trợ lực lái nó bằng điện ạ. Trợ lực lái điện, nó có một cái ưu điểm là đánh lái cực nhẹ. Khi vào ngõ ngách quay đầu rất nhàn luôn, vào bến bãi cũng rất nhàn luôn. Một lát nữa tôi sẽ trải nghiệm để chúng ta cùng xem trợ lực lái điện nó như thế nào nhé. Chúng ta cùng xem qua vẻ bên ngoài xem có gì cải tiến không. Chiếc xe này thì cái kích thước thùng nó nguyên bản chở được khoảng 1 khối. Đây, bằng miệng nó 1 khối. Chiều dài của nó là 2m26 lòng thùng, rộng là 1m48. Chiều rộng nó 1m48 và cao 31 phân. Nguyên bản là được 1 khối khi bác chở hàng. Đó, chiếc xe này được sử dụng cái động cơ là 50 kW. Nó sử dụng chung với cả cái động cơ của cái xe tải 2 tấn 4 ben, 3 tấn rưỡi ben của TMT thời điểm hiện giờ. Đó, và một cái ưu điểm nữa, nó rất khỏe. Là vì sao? Máy to rồi. Thứ hai nữa là cầu, hệ thống cầu của nó là cầu to, dùng chung với cầu của 2 tấn 4. Đó, trên là về độ chắc chắn của nó thì được không thua kém xe 2 tấn 4 một chút nào cả. Bộ gầm cực tốt luôn. Đấy là những cái ưu điểm tuyệt vời của một chiếc xe nhỏ. Xe nhỏ nhưng mà lại có công lực thâm hậu đấy ạ. Chiếc xe này thì được sử dụng cái cỡ lốp nhỏ thôi ạ, 600-13. Cỡ lốp 600-13. Và cái nhíp của nó là nhíp treo để hạ thấp cái trọng tâm của thùng hàng xuống. Đó, cho nên là cái thùng hàng này thấp này, cái thùng hàng này rất thấp. Các bác có chở xi, vận chuyển xi măng, bốc xếp thì rất chi là tiện. Sử dụng loại nhíp treo. Đó, hệ thống nhíp thì được trang bị líp nhíp, mỗi bên là 5 lá, bản dày được 5 lá, 1, 2, 3, 4, 5 lá. Đó, bản dày. Sắt xi lồng 2 lớp. Đây, sắt xi lồng 2 lớp luôn. Bộ khung gầm này thì không chê vào đâu được ạ. Và đây, tiện tôi giới thiệu luôn. Đây ạ, camera lùi. Một chiếc xe tải gắn liền luôn cả một chiếc camera lùi. Rất tuyệt vời, rất an toàn cho các bác tài.
những cái điểm nổi bật của chiếc xe này thì tôi đang kể ra mà nó rất nhiều mà khả năng là kể không hết được ạ. Tiếp theo cái ưu điểm của nó là gì ạ? Bình dầu sử dụng hợp kim nhôm, không bao giờ sợ han gì. Đây ạ, hợp kim nhôm. Khoảng cách trục của nó vẫn là 2m3 bằng cái khoảng cách trục của cái xe 2,4 tấn trước và sau thời điểm giờ. Khoảng cách trục vẫn là 2m3. Động cơ thì động cơ dùng chung với cả xe 2,4 rồi, 50 kW. Tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Trước đây thì tôi được các bác tài chia sẻ là xe 2,4 dùng cái động cơ này ấy, cõng khoảng độ hơn 2.000 gạch không vấn đề gì cả, nó khoảng 4 đến 5 tấn hàng. Rất khỏe. Có một cái điểm nó gọi là điểm yếu của chiếc xe này, nó là cái cabin của nó nhỏ, đâm ra là không phải sử dụng cabin lật. Các bác có sửa chữa gì thì chỉ có lật ghế thôi. Được cái lọ thì mất cái kia mà. Nó sử dụng hệ thống cabin lật ghế chứ không phải lật cả cabin. Cabin nó nhỏ. Đó. Mời các bác quan sát. Trái tim của chiếc xe. Về cái động cơ này thì chắc là tôi không phải nói nhiều về cái động cơ này. Trước thời máy cơ của nó thì nó dùng cái máy QC480. Nhưng sau này nó chuyển lên thành máy điện, nhưng mà giữ nguyên cái máy đó. Dung tích xi lanh thì vẫn giữ nguyên là 1809 cm khối. Tăng lên công suất máy. Công suất máy bây giờ được nâng lên là 50 kW cơ. Đó, nó khỏe hơn. Đây. Nhân tiện đây thì chắc là tôi cũng nói luôn qua cái phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì nó là một cái cải tiến cực kỳ là mới. Vâng, đây xin giới thiệu các bác nội thất của chiếc xe. Đầu tiên chúng ta phải kể đến là chiếc xe này có cải tiến mới. Chìa khóa điện và kính điện. Tuyệt vời đúng không ạ? Và được trang bị màn hình LCD hiển thị ở đây. Và tất cả dùng hệ thống là cảm ứng. Đấy. Tất cả các chi tiết điểm nhấn nhá ở trên này rất chi là đẹp. Từ cửa gió cho đến các cái điểm trang trí. Đó. Các cái núm cũng rất đẹp. Đây, to nhỏ đều cảm ứng hết. Đây, tôi sẽ cho nhỏ đi. Đó. Chiếc xe này có cả số lùi ạ, cam lùi ạ. Cam lùi rất nét đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy cam lùi ạ. Tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp theo thì cái mặt đồng hồ táp lô, nó là một cái tiền mới. Đó, thiết kế là hai cái hình trụ ở đây. Như là cái của dáng của xe con thể thao ấy ạ. Đấy. Một bên là vòng tua, một bên là công tơ mét. Chiếc xe ngày xưa, 2,4 ngày xưa thì nó còn không thể hiện cả vòng tua cơ. Nhưng chiếc xe này đã có thể hiện vòng tua đấy ạ, vòng tua máy đấy ạ. Đó. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy. Ở giữa thì có một màn hình LCD cỡ nhỏ. Hiển thị báo dầu này, báo nhiệt độ này, và đây quãng đường này, ô tô này. 44 km. Nội thất thì rất đẹp. Ngồi thì cũng khá là rộng rãi chứ không phải là không đâu. Nhỏ nhưng mà vẫn khá là thoải mái. Trợ lực này thì trợ lực lái bằng điện nhá. Trợ lực lái bằng điện. Đó. Đúng ra bình thường thì là không thể nào được đánh lái chết một chỗ đâu. Nhưng mà đây là tôi đang giới thiệu các bạn thì tôi xin phép tôi được đánh lái chết một chỗ một tí. Đó. Trợ lực lái điện rất nhẹ. Các bác mà quay đầu trong ngõ ngách thì tiện lắm. Chúng ta cùng thử trải nghiệm xem chiếc xe này nó vận hành như nào nhé. À, trước khi trải nghiệm thì tôi lên ben cho các bạn. Chiếc xe này thì không giống như là chiếc xe đời cũ đâu. Chúng ta không có số ben. Không cần phải số ben. Và cũng không cần phải đạp côn. Đó. Khi lên ben chúng ta chỉ cần đẩy cần ben này về trước này. À, chiếc xe tự lên ben thôi.
Đấy. Xe sẽ tự lên. Không cần cài số ben và cũng không phải đạp côn. Đấy. Xuống thì ta lại đẩy về sau. Đó. Xe này được trang bị hộp số 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Ở bên đây thì nó là số phụ. Số phụ của xe. Số phụ thì tất nhiên là khi mà cài số phụ thì ta phải đạp côn rồi. Đó, để cài số phụ. Số phụ này khi chúng ta vào lầy lội hay là những cái lúc mà đề ba khó khăn, có hàng nặng thì ta nên dùng số phụ để xe vận hành nó sẽ khỏe hơn. Đó. Còn bây giờ chúng ta trải nghiệm thì chúng ta chỉ để số tầng nhanh thôi. Rồi, xin mời, chúng ta sẽ thử trải nghiệm xem một chiếc xe này nó có vận hành, nó êm ái, nó có khỏe không. Tiếng máy nổ thì rất là êm, vì máy điện mà, máy điện bây giờ nổ cũng rất là êm, không có nhiều tiếng gõ cơ khí đâu. Rồi. À, cả dây an toàn nữa. Rồi. Trợ lực điện khá là nhẹ nhàng. Xe này có turbo nên chúng ta khi mà ga lên thì nghe rất rõ cái tiếng rít của turbo. Đó. Côn số cũng rất nhẹ. Tôi thử trải nghiệm khi mà chưa có hàng, nhưng khi mà chạy vào những chỗ sóc thì cũng có thể cảm nhận được là cái khung gầm nó như thế nào, chạy nó không bị nhõng nhẽo. Sử dụng phanh trợ lực dầu thôi chứ chưa thể làm một lên được phanh hơi ok được đối với dòng xe nhỏ này. Rồi, một chút cảm nhận của tôi khi mà chạy thử cái chiếc xe mới ra này, nó khá là êm ái, nó nhẹ nhàng. Chạy không giống như những chiếc xe ben khác mà ngày trước tôi hay chạy. Xe ben khác trước hay chạy thì nó sốc lắm. Đã nói đến xe ben của cái lòng TMT chạy không có hàng thì nó cực sốc. Nhưng mà chiếc xe này nó vận hành này rất chi là êm. Đấy là cảm nhận của tôi đầu tiên. Tiếp theo là máy rất chi là khỏe, bốc. Đó. Ngồi cũng rất chi là thoải mái. Không phải nhỏ đâu, thoải mái lắm. Kính thì kính điện nhá, rất tiện. Đấy. Có hệ thống giải trí thì là bằng cảm ứng hết, camera lùi. Có gì khác gì một chiếc xe con đâu ạ. Cái này là cái khá là quan trọng này. Kết nối Bluetooth với điện thoại, khi rảnh tay chúng ta có thể gọi điện này. Đấy, các bác tài bây giờ là gọi điện khi mà lái xe rất chi là nguy hiểm. Nhưng cái chiếc xe này tích hợp là kết nối Bluetooth, chúng ta phải gọi điện. Cực kỳ an toàn.
Khi về đến đây rồi tôi bắt đầu tôi sẽ cài số phụ với các bác. Đó. Cài số phụ vào thử xem là khi có số phụ nó như thế nào, là rất khỏe. Cài số phụ và rất khỏe các bác ạ. Những cung đường khó thì chúng ta cài số phụ vào lên rất đơn giản. Đó. Rồi. Vâng. Đây là một chiếc xe vừa mới ra lò của Cửu Long TMT, thời điểm là 2020 mới. Thì kích thước bề ngang của nó chỉ có 1m65 thôi ạ, và tải trọng nó là 1 tấn 990 kg đấy ạ. Tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xin giới thiệu với các bạn những ưu điểm nổi trội của chiếc xe 990 gram vừa rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Long Minh Sắc của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.